5 tỷ thì chúng ta sẽ sở hữu một lô đất ở trên mặt đường Hồ Đắc Di với diện tích là 100m², nằm rất là gần với lại bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên và gần với đường cao tốc. Đây là nút giao cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Và từ nút giao này đi khoảng độ 50m chúng ta sẽ vào đến khu vực Hồ Đắc Di và bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên, rất là gần mặt đường quốc lộ 3. Và đi qua thì chúng ta đi trên mặt đường Hồ Đắc Di, hai bên là những cửa hàng kinh doanh nhỏ. Và ở đây thì họ làm chủ yếu là họ làm kho xưởng rất là nhiều vì nó là ven thành phố, đường xá rất rộng rãi, đi lại thuận tiện. Lô đất chúng ta nằm ở đoạn cuối của Hồ Đắc Di và giao tiếp giáp với lại khu dân cư Hoàng Gia. Đây là đoạn cuối Hồ Đắc Di. Đoạn này thì ở đằng sau là đường cao tốc. Lô đất chúng ta hướng đông bắc, xung quanh nhà cửa xây san sát rồi. Đấy, nó nằm ở cái đoạn đất trống này đây. Đấy, đằng sau lô đất thì cách một khoảng đó chính là đường cao tốc Thái Nguyên này.